Chap 73, Tử Linh Pháp Sư, ta chính là thiên tài. Mới nhìn thấy chiêu thức nguyên tố kiếm thể của tên Đường Kiến Phi tung ra, đám người xem há ngoác mồm trợn tròn mắt mà bàn tán. Cấp 10 vòng sao, cấp 20 có 2 vòng sao, mỗi vòng sao tương đương với một kỹ năng đỉnh cao. Nghe nói kiếm sĩ cấp 90 có thể nắm giữ 9 vòng sao là bất khả chiến bại. Thanh niên Lâm Mặc Ngữ với ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho con pháp sư khô lâu tung chiêu. Đám người xem lại tiếp tục được rửa mắt. Bắt đầu rồi, hãy mở to mắt ra và quan sát cho kỹ. Lâm Mặc Ngữ triệu hồi ra pháp sư khô lâu thuộc tính lôi điện. Nó liền tung kỹ năng ngũ lôi oanh đỉnh, bất ngờ xuất hiện một tia sét đánh thẳng xuống đầu Đường Kiến Phi. Không né tránh một vòng sao trên thanh kiếm bùng nổ tia sét giáng xuống người Đường Kiến Phi như trâu xuống biển không có bất kỳ động tĩnh gì. Tên Đường Kiến Phi trừng mắt đắc ý cười lớn một tiếng, ha ha ha. Kỹ năng thứ nhất của ta nguyên tố kiếm thể trong vòng 10 phút ta có thể miễn dịch tất cả các đòn tấn công nguyên tố. Vì vậy đòn tấn công từ pháp sư khô lâu của ngươi vô dụng với ta. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ qua 10 phút này. Bên ngoài lại vang lên tiếng kinh hô, không ít người cảm thấy Lâm Mặc Ngữ sắp thua rồi, Lâm Mặc Ngữ lại sắp thua rồi ư. Đường Kiến Phi miễn dịch với sát thương nguyên tố, pháp sư khô lâu của Lâm Mặc Ngữ vô dụng rồi, có cảm giác Lâm Mặc Ngữ sắp thua. Làm thế nào để chiến đấu đây? Không phải có ai còn nhớ lần trước Lâm Mặc Ngữ triệu hồi hình như là pháp sư hệ băng không? Không phải cậu ta chỉ có thể triệu hồi một loại pháp sư khô lâu sao? Lời vừa dứt Đường Kiến Phi đã lao về phía Lâm Mặc Ngữ dưới chân như mọc cánh tốc độ cực nhanh. Nghề nghiệp cấp truyền thuyết mọi thuộc tính đều vượt trội so với nghề nghiệp thông thường. Lâm Mặc Ngữ, ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ được 10 phút dưới kiếm của ta. Ha ha. Đường Kiến Phi nghĩ nếu Lâm Mặc Ngữ có thể cầm cự được 10 phút dưới kiếm của hắn trừ khi gặp ma. Nhưng hắn quả thực đã gặp ma, hắn vung kiếm như bay lao tới trước mặt Lâm Mặc Ngữ. Đang định ra kiếm đột nhiên có cảm giác ớn lạnh sống lưng, cảm giác nguy hiểm cực độ ập đến. Đường Kiến Phi tin vào trực giác của mình vội vàng lùi lại. Ngay khi hắn lùi ra một đạo hào quang đỏ lóe lên sượt qua người ầm một tiếng. Cả đài đấu đều rung chuyển, có thể thấy sức mạnh của nhát chém này lớn cỡ nào. Rất nhiều người một lần nữa kinh ngạc nhảy dựng lên, chúa ơi, đó là cái gì vậy? Bộ xương có khả năng tấn công vật lý. Bên cạnh Lâm Mặc Ngữ xuất hiện một chiến sĩ khô lâu cầm kiếm. Hơn nữa nó còn biết thi triển kỹ năng uy lực không nhỏ. Luồng khí tức đỏ tỏa ra mạnh mẽ quanh người con chiến binh khô lâu. Quả nhiên Lâm Mặc Ngữ không chỉ có thể triệu hoán một loại chiến binh khô lâu. Đường Kiến Phi toát mồ hôi lạnh sau đó cười to. Quả nhiên không thể xem thường ngươi, đây mới là bài tẩy của ngươi chứ gì. Đường Kiến Phi vẫn duy trì thái độ ngạo mạn của mình, một lần nữa lao tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem là kiếm trong tay bộ xương của ngươi cứng rắn hay là kiếm của ta nhanh. Chiến binh khô lâu vung kiếm đón lấy, thuộc tính của chiến binh khô lâu quá cao, tốc độ nhanh đến mức ly kỳ. Trong mắt Đường Kiến Phi giống như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Đại kiếm chém thẳng xuống đầu nhưng con chiến binh khô lâu dễ dàng đỡ lấy. Đường Kiến Phi kinh hô nhanh quá, trường kiếm trong tay hắn sáng lên kỹ năng ngự kiếm. Dưới kỹ năng ngự kiếm này có thể ngăn chặn chính xác tất cả công kích và đánh bay kẻ địch. Cho dù tốc độ tấn công của chiến binh khô lâu có nhanh đến đâu cũng có thể chặn được. Hai thanh kiếm va vào nhau ầm một tiếng, Đường Kiến Phi bị chấn động bởi lực lượng khổng lồ bay văng ra xa. Đồng thời chiến binh khô lâu cũng bị để lùi về sau một đoạn. Đường Kiến Phi một lần nữa toát mồ hôi lạnh, miệng lấy hơi muốn không kịp, lực lượng thật mạnh đây rốt cuộc là vật triệu hoán gì? Tốc độ của sức mạnh đều vượt xa ta, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Đường Kiến Phi sử dụng kỹ năng kiếm cuồng bạo, trong 5 phút tất cả các thuộc tính tăng 10 lần hiệu quả, có phần tương tự như cuồng hóa của chiến sĩ cuồng nộ nhưng còn mạnh hơn. Hơn nữa không ảnh hưởng tới sự tỉnh táo là kỹ năng kiếm cuồng bạo đấm người lại kinh hô vang trời. Đây chính là một trong những kỹ năng chuyên môn của thần kiếm sĩ, so với cuồng chiến sĩ cuồng hóa mạnh hơn nhiều, còn không bị ảnh hưởng lý trí. Nói nhảm, hắn chính là thần kiếm sĩ chuyên nghiệp trong truyền thuyết, nghề nghiệp cấp truyền thuyết và cấp hiếm có. Sự khác biệt về bản chất cường độ kỹ năng chênh lệch quá lớn. Ngay sau đó Đường Kiến Phi tung tiếp kỹ năng Phi Long Nhất Kiếm, toàn thân Đường Kiến Phi tràn đầy sức mạnh trực tiếp vung kiếm đâm vào người chiến binh khô lâu. Kỹ năng Phi Long Nhất Kiếm mang theo hiệu quả khống chế có thể khiến chiến binh khô lâu rơi vào trạng thái cứng đờ trong 30 giây. Đám người xem lại bàn tán sôi nổi, chiến binh khô lâu đã bị khống chế rồi, kỹ năng của pháp sư khô lâu nguyên tố lại vô dụng, lần này Lâm Mặc Ngữ toi rồi. Thần kiếm sĩ thật mạnh, quả xứng danh là nghề nghiệp cấp truyền thuyết. Lâm Mặc Ngữ có lẽ đã hết chiêu rồi nhỉ, trừ khi sau khi đánh bay chiến binh khô lâu, tên Đường Kiến Phi trừng to mắt. Toàn thân hắn như tia điện lao về phía Lâm Mặc Ngữ, để ta xem ngươi còn có chiêu trò gì nữa. Vận tinh thần lực trong lòng bàn tay, lúc này trước mặt thanh niên Lâm Mặc Ngữ xuất hiện hai bóng đen, lại là hai chiến binh khô lâu xuất hiện phía trước. Đám người xem lại mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, lại thêm hai bộ khô lâu thì ra hắn còn có thể tiếp tục triệu hoán. Đây nhất định là cực hạn của hắn. Thanh niên Lâm Mặc Ngữ với hai mắt sắc lạnh, hai thằng đệ cũng với ánh mắt chết chóc nhìn chăm chăm Đường Kiến Phi. Tên Đường Kiến Phi cũng trừng to mắt mà đắc ý đáp trả, ha ha. Đừng tưởng rằng thêm hai con chiến binh khô lâu là có thể đánh bại ta, ta còn rất nhiều kỹ năng chưa dùng, chỉ cần ta dùng ra những kỹ năng kia. Không nói không rằng thanh niên Lâm Mặc Ngữ lạnh lùng triệu hồi thêm 5 con chiến binh khô lâu. 7 chiến binh xếp thành một hàng trước mặt Lâm Mặc Ngữ. Đường Kiến Phi dùng mình, ngưng khí bị gián đoạn thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn như muốn thổ huyết tại chỗ vì kinh hãi. Tên này rốt cuộc có thể triệu hoán ra bao nhiêu bộ xương vậy?
tiểu tử ngươi mở cửa hàng hài cốt à, mang nhiều hài cốt như vậy ra làm gì? Trong nháy mắt cả kháng đài thi đấu tràn ngập khí âm u, nhiệt độ hạ xuống, cả đám há hốc miệng mà không thốt nên lời. Thấy tên Đường Kiến Phi quay đầu bỏ đi, Lâm Mặc Ngữ cười khẽ hỏi, ngươi không đánh nữa sao? Đường Kiến Phi vừa rời đi vừa phất tay, đánh quái gì? Đợi đến khi lão tử cấp 40 chuyển chức lần hai rồi quay lại tính sổ với ngươi. Đến lúc này trọng tài tuyên bố đội ngũ Lâm Mặc Ngữ thắng. Cả khán đài đứng dậy tung hô Lâm Mặc Ngữ, Lâm Mặc Ngữ. Thật không ngờ cậu ta có thể triệu hồi nhiều chiến binh khô lâu đến vậy. Vô địch, pháp sư Tử Linh vô địch. Cô nàng Ninh Y Y cười tít mắt, màn thể hiện của cậu tốt đến mức ngày càng có nhiều người chú ý tới cậu rồi. Thanh niên chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, thấy biểu cảm lạ thường của Lâm Mặc Ngữ, Ninh Y Y tò mò hỏi. Sao vậy, không vui à? Không có gì. Cô nàng Ninh Y Y siết chặt nắm tay quyết tâm và nhắc nhở Lâm Mặc Ngữ. Ngày mai có lẽ sẽ còn vài trận chiến cuối cùng, những đội đó đều rất mạnh, cậu phải hết sức cẩn thận đấy. Tôi biết rồi, Lâm Mặc Ngữ đang bận suy nghĩ nên trả lời rất nhanh. Trước khi xuất phát, sư phụ Bạch Thần bảo mình biểu hiện càng xuất sắc càng tốt, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của một số người. Mấy năm trước thần hạ chúng ta xuất thế mấy thiên tài nhưng đều bị người ám sát ở bên trong thí luyện. Hy vọng các ngươi lần này có thể động đậy một chút đi, nếu không mồi nhử này của ta cũng quá thất bại rồi. Bất ngờ một tên chỉ tay hét lớn, mọi người mau nhìn kìa, kia là cái gì? Ba quả cầu sáng lung linh xuất hiện trước mắt mọi người. Trong mỗi quả cầu sáng có một món đồ lấp lánh ánh vàng, cạnh chiếc túi còn lơ lửng thêm một lọ thuốc màu tím nhạt cùng với một cuộn giấy kỹ năng sơ cấp. Không cần nói mọi người đều biết trong túi đều chứa tiền vàng giải đấu cấp thấp. Ba hạng mục phần thưởng cho quán quân của mỗi hạng mục đều giống nhau. 50 triệu tiền vàng một phần, thần dược sơ cấp, một cuộn giấy kỹ năng sơ cấp lấp lánh trong mắt phần lớn mọi người. 50 triệu tiền vàng không phải là số tiền nhỏ, đặc biệt là đối với các chuyển nghiệp giả dưới cấp 40 tuyệt đối không ít, một tên hào hứng cho biết. Dược thủy thần kỳ sơ cấp sử dụng dưới cấp 40 tăng vĩnh viễn tất cả thuộc tính 200 điểm, còn có cuộn kỹ năng sơ cấp rực rỡ nắm chắc 100% một kỹ năng chưa học được kia nữa. Nếu đem mấy thứ này lên hội mua bán ít nhất cũng phải trên 100 triệu tiền vàng đấy. Lâm Mặc Ngữ với ánh mắt lạnh lùng nghĩ, xem ra đây chính là phần thưởng dành cho quán quân đại hội nghề nghiệp lần này. Đợi đến khi đoạt được ngôi vị quán quân, lấy được đồ rồi hãy từ từ mở ra xem cũng không muộn. Đã kết thúc tập 73 của bộ truyện tranh Tử Linh Pháp Sư, ta chính là thiên tài rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.